Quán sushi giá sinh viên, làm rạn nước tình bạn 15 năm. Xem được cái clip review của quán này thấy ok quá, nên tụi tôi chọn chỗ này làm nơi họp mặt lớp. Rồi sau đó không thèm nhìn mặt nhau nữa luôn. Mặc dù quán ở đường 3 tháng 2 nhưng mà khuất, cho nên là ai chạy ngang không để ý là không thấy đâu. Hôm bữa tụi mình đi đầu tuần mà quán cũng đông ghê. Chắc có lẽ nhờ giá sinh viên nghèo mà quán không hề bèo. Khoai tây chiên nấm truffle, khoan vỏ che mắt, và đây là nấm siêu sang chảnh. Nhờ cái quán này mới biết mùi vị của nó để còn khoe với người đời. Rainbow roll, 5 món đủ vị, bày trí đẹp mắt, hải sản tươi ngọt, không tanh không bở, ăn đã lắm luôn. Mì 8 miếng bự, đặc biệt là phần trứng cá hồi mãi đỉnh, gà rán phô mai, gà này quen mà lạ, gà chấm với nước sốt đặc biệt của quán, ăn cực cuốn và không bị ngán. Mì udon hải sản, nước súp đậm đà, sợi mì dai vừa phải, khi nhai thì mì cho ra vị ngọt nhẹ. Còn này có tôm mực rau củ ăn chung cho nên là không bị ngán. Cá hồi rong biển xanh mát và không bị quá nhờn. Món này đỉnh nha. Còn đây là món gây sức mẻ tình bạn của Sơn nè. Tôm sống sốt thái, con tôm như biết nói trời ơi ngọt quá. Chấm với sốt thái chua cay thơm gia vị thì khó cưỡng. Phần đầu tôm thì được chiên giòn ăn bùi bùi. Chỉ trách dĩa này ít quá, làm hai đứa tôi ăn không đủ. Mùi vị của nó làm cho tụi tôi hết thảo mai như thường ngày, nhường qua nhường lại. Đợt này là dành nhau ăn, và trong giây phút ham ăn đó, tụi tôi đã lạc mắt nhau mãi mãi. Ai có tới quán Nhật Bình Dân này thưởng thức thì nhớ đừng ham ăn như tụi tôi để rồi hối hận nha.